Thưa quý vị, chôn lấp rác thải trái phép là một câu chuyện không mới vì liên tiếp trong thời gian qua, ở nhiều địa phương đã phát hiện hành vi như vậy. Tuy nhiên, hậu quả và hệ lụy để lại cho môi trường, nguồn nước thì không bao giờ là cũ cả. Mới đây, một vụ chôn lấp trái phép khối lượng lớn chất thải công nghiệp vừa bị phát hiện tại xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Đang nói là nơi chôn lấp rác thải này nằm ngay bờ sông Thái Bình. Phóng viên Chuyển động 24 giờ vừa có mặt tại hiện trường để ghi nhận những thông tin mới nhất về vụ việc này. Vài vụn, giày da, túi ni lông, cả bãi đất ven sông rộng 5.000 m² trở thành nơi chôn lấp rác thải công nghiệp trái phép. Khối lượng ước tính lên đến hàng nghìn mét khối. Trước đây, vị trí này vốn là đất bãi bồi, được xã giao khoán cho một đơn vị tư nhân sử dụng làm lò gạch thủ công. Dù có chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của lò gạch, nhưng phía xã cũng không hề hay biết về quá trình chôn lấp rác thải trái phép ở đây. Quá trình thành bãi rác này là tôi nghĩ là rất lâu rồi, phải trên chục năm nay. Mình cũng không biết. Không biết được. Không có thông tin gì ạ? Không có một thông tin gì hết. Đấy, báo cáo với các đồng chí. Thưa quý vị, tưởng chừng như khi các cơ quan chức năng ở địa phương không biết thì rác sẽ được chôn lấp thành công sau lớp đất cát ở đây. Thế nhưng mọi chuyện thì diễn ra hoàn toàn khác. Người phát hiện ra hành vi sai trái đó không phải là xã hay huyện mà lại là chính con tàu hút cát trái phép khi khai thác ở phía đằng kia. Sự thật chỉ được phơi bày khi bờ sông sạt lở khiến rác lộ thiên. Do được chôn lấp lâu ngày nên toàn bộ khu vực này bốc mùi hôi thối. Theo tìm hiểu, thời điểm chính quyền xã phát hiện nơi chôn lấp trái phép vào cuối năm 2017. Tuy nhiên phía xã không có biên bản báo cáo nào nên phía huyện cũng không biết. Phải đợi đến khi sự việc được báo chí đưa tin thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc kiểm tra. Công tác đo đạc, khảo sát hiện trường vừa được Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nam Sách tiến hành cách đây 2 ngày. Dẫu muộn nhưng có vẫn còn hơn không. Sau khi kiểm tra xác minh cụ thể thì chúng tôi sẽ có cái tham mưu với lãnh đạo ủy ban huyện để có cái xử lý đối với cái bãi rác mà đã chôn lấp ở ngoài bãi sông. Có nghĩa là hiện nay vẫn chưa có cái phương án nào cho việc xử lý bãi rác. Như tôi nói là phương án xử lý thì chúng tôi trong quá trình đo đạc kiểm đếm xác định cái trữ lượng thì có cái báo cáo cụ thể để mới xây dựng cái phương án. Trong khi chính quyền địa phương chưa có phương án xử lý cụ thể thì hàng ngày rác từ bãi chôn lấp trái phép cứ lở xuống sông rồi trôi theo dòng nước. Còn thủ phạm chôn lấp hàng nghìn mét khối rác thải công nghiệp này đến thời điểm hiện tại thì vẫn gần như vô can vì tất cả các cơ quan chức năng trên địa bàn không ai hay mà cũng chẳng ai rõ.